Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phong Thủy Bạch Dương. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh phía bên dưới và bấm vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong thủy nhé. 4 bí quyết vàng để có một gia đình hạnh phúc, ấm êm trong cuộc sống. Một gia đình hạnh phúc là điều ai cũng mong mỏi, nhưng nó dường như thật khó khăn đối với một số người. Bí quyết thực ra rất giản dị, đạo lý sâu sắc có thể rút ra từ những câu chuyện vặt. Một, niềm vui. Lợn con học cách làm bánh sinh nhật, nhưng bánh làm ra đều không ngon. Nó hỏi thầy gà trống ngẫm nghĩ rồi hỏi nó nguyên liệu làm bánh sinh nhật là gì. Lợn con nói, để tránh lãng phí, nguyên liệu làm bánh nó đều dùng những quả trứng sắp hỏng. Gà trống nói với lợn con rằng, nhớ kỹ nhé, chỉ có nguyên liệu tốt mới làm ra được những cái bánh ngon, đúng vậy. Chỉ có nguyên liệu tốt mới làm ra những cái bánh ngon. Cũng như vậy, chỉ có tâm trạng vui vẻ mới xây dựng được gia đình hạnh phúc. Do đó trước khi bước vào nhà, hãy vứt bỏ hết những lo toan phiền não bên ngoài kia đi, mang khuôn mặt tươi cười trở về nhà. Nếu tất cả các thành viên trong gia đình đều có thể làm được như vậy, thế thì ngôi nhà đó sẽ nhất định trở thành một gia đình hạnh phúc. 2. Chia sẻ. Giữa sư tử và hổ nổ ra cuộc chiến ác liệt, cuối cùng cả hai đều bị thương. Sử tử lúc sắp đứt hơi nói với hổ, nếu không phải anh nhất quyết cướp địa bàn của tôi, chúng ta đã không trở lên như thế này. Hổ kinh ngạc nói, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ cướp địa bàn của anh, tôi luôn luôn cho rằng anh muốn chiếm địa bàn của tôi, chia sẻ với nhau là yếu tố then chốt duy trì hạnh phúc gia đình. Có gì chớ để ấm ức trong lòng, nên giao lưu trao đổi nhiều hơn với người nhà, để người nhà hiểu rõ mình. Như thế sẽ tránh được rất nhiều hiểu lầm và mâu thuẫn không đáng có. 3. Đổi vị trí. Dê con mời chó con ăn cỗ. Dê chuẩn bị một bàn cỏ non mơn mởn, kết quả là chó con cố gắng lắm mới nhai được hai miếng cỏ rồi không thể nào ăn được nữa. Sau đó mấy hôm, chó con mời dê con ăn cỗ. Chó con nghĩ, mình không thể ki bo hà tiện như dê con được, mình phải chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn nhất chiêu đãi dê con. Thế là chó con chuẩn bị một bàn đầy xương sườn ngon. Kết quả là dê con không động đến một miếng nào, có lúc cái mình muốn cũng không nên làm cho người khác. Việc gì cũng vậy, chớ lấy suy nghĩ của mình mà áp dụng lên người khác. Khi gặp vấn đề, nên đổi vị trí để suy xét, đứng trên góc độ của người ta mà suy nghĩ. Như thế chúng ta sẽ hiểu rõ đối phương hơn. 4. Tín nhiệm. Hai con chim sống cùng nhau, chim trống kiếm đầy tổ hạt hạnh nhân để chim mái cất giữ. Do thời tiết hanh khô, hạt hạnh nhân mất nước khô quắt lại, một tổ hạt hạnh nhân giờ trông như chỉ còn lại một nửa. Chim trống cho rằng chim mái đã ăn vụng, bèn mổ chết chim mái. Mấy hôm sau, sau khi trời đổ mấy cơn mưa, không khí ẩm ướt, hạt hạnh nhân lại trương lên đầy tổ. Lúc này chim trống vô cùng hối hận nói, tôi đã kết tội nhầm chim mái rồi. Vì vậy để tăng cường thêm cát khí, chiêu tài chiêu quý nhân, các bạn có thể kết hợp sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân luôn đem theo bên mình để đem lại may mắn. Vòng tam hợp huyết long là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát cho tuổi. Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp quý thần, có tác dụng tăng cường vận khí, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho gia chủ. Dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não mang lại sự sang trọng quý phái cho người sử dụng. Đá mã não đỏ là biểu tượng của sức khỏe, sự hưng thịnh và trường thọ. Ngoài ra còn dùng để trừ tà, rất thích hợp dùng làm bùa hộ mệnh. Trên mặt đá sử dụng mực vàng thần tài có hình ảnh bộ ba linh vật Tỵ Dậu Sửu, Hợi Mão Mùi, Dần Ngọ Tuất, Thân Tý Thìn có tác dụng bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Gỗ huyết long được gắn với cái tên là gỗ đế vương bởi loại gỗ này thường được sử dụng trong cung điện của vua chúa ngày xưa. Trong phong thủy, gỗ huyết long thường được các thầy sử dụng nhiều bởi tính chất trừ tà, giảm tai ương cho người sử dụng. Vòng tam hợp huyết long được sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Đây là vật phẩm phong thủy cát lành, không chỉ làm vật phẩm hộ thân mà còn có thể làm quà tặng may mắn cho những người thân yêu. Để thỉnh vật phẩm, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0911998682, 0986707892,
hoặc để lại họ tên Sweater năm sinh dưới phần bình luận để được tư vấn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.